Xin chào ngày mới nha cả nhà ơi. Chuẩn bị nấu ăn buổi trưa cả nhà. Hôm nay có món thịt gà om với cà đắng cả nhà. Nói chung thì mình cũng không có quay chi tiết cả nhà ơi, nên là mình cắt bớt cái phần sơ chế thịt gà, ướp thịt gà, chặt thịt gà. Mình tua đi cái phần đó cả nhà. Bây giờ là ngồi cắt cà, quay cái phần ngồi cắt cà thôi cả nhà. Để lên video tiện thì nói chuyện cho vui với cả nhà luôn. Đây cà này này cả nhà. Cà này là cà đồng bào nhé cả nhà. Rất là nhiều màu luôn. Màu tím nữa. Nói chung thì cà này mình hái lâu rồi, mình hái 2-3 ngày rồi nên là nó hơi héo cả nhà. Đây có cả cà pháo luôn cả nhà ơi. Cà pháo thì nấu nó không được ngon lắm, nó sao sao cả nhà, nó không có dẻo. Đây cả nhà, cà mình đã cắt cuống như thế này rồi, tí nữa mình sẽ chẻ làm tư nhé cả nhà. Cái nào nó dài thì bổ bốn xong rồi là cắt hai, còn cái nào mà nó tròn như thế này thì bổ bốn thôi, bổ làm tư thôi. Đây cả nhà, cà dài thì mình bổ làm tư như thế này, xong rồi mình cắt đôi. Đó. Cà tròn thì mình bổ làm tư như thế này thôi cả nhà. Đây cả nhà ơi, thịt gà mình đã ướp hành, tỏi, sả, ớt, mắm, muối, bột ngọt, chứ mình chưa ướp dầu nhé cả nhà, vì nhà mình dùng dầu phụng ép ấy cả nhà, nên là mình không thể ướp ở đây được, tí nữa mình sẽ tao sau. Dầu phụng ép mà ướp ở đây là nó hôi lắm luôn á. Nhìn ngon không cả nhà ơi. Tí nữa mình sẽ om với cà này bằng cái thố này nha cả nhà. Đó. Bây giờ mình sẽ rửa cà trước cái đã. Cái thố nó khô rồi mình cho dầu vào nhé cả nhà. Mình cho một tí thôi. Cho ít bơ vào nhé cả nhà để cho nó thơm. Om thì phải có bơ thì nó mới thơm được cả nhà. Thơm với nó béo nữa. Rồi bây giờ cho thịt gà vào. Tào cho nó xanh thịt gà trước nha cả nhà. Nói chung nhà có ba mẹ con thôi, mình nấu ít thôi cả nhà. Bây giờ mình cho cà luôn nhé cả nhà. Thơm mùi bơ ghê cả nhà ơi.
bây giờ nào cả nhà ơi. Mình cho một tí tẻo nước sôi nhé cả nhà. Nói chung là tùy theo khẩu vị, thích ăn nước thì cho nước nhiều vào để chan. Cho nước rồi tiếp tục đậy nắp nhé cả nhà, để cho cà nó rục, thịt gà nó thấm gia vị là chúng ta sẽ xơi được cả nhà. Cái nồi thịt om sắp được rồi cả nhà ơi. Ồ, nhìn đã chưa. Bây giờ mình sẽ cho thêm mấy cái gia vị này nhé cả nhà. Đó. Cái gia vị này là lá lốt với lá lốt với lá gừng non nhé cả nhà. Đó. Mình để lên trên như thế này thôi cả nhà. Xong rồi tắt bếp. Lá lốt rất là thơm. Lá gừng non cũng rất là thơm luôn. Nấu canh cà cho lá gừng non rất là ngon nhé cả nhà. Rất là thơm. Tùy theo khẩu vị nha cả nhà. Có thể cho lá ngò gai này, lá tía tô cũng được luôn nhé cả nhà. Mình thì mình thích ăn lá gừng non với lá lốt nên là mình cho lá gừng non với lá lốt luôn. Bây giờ tắt bếp nhé cả nhà. Thế là món ăn đã xong. Đây cả nhà. Mình đã chưa cả nhà. Thơm lắm luôn. Thơm cái mùi bơ. Gia vị vừa miệng luôn nhé cả nhà, mắm muối bột ngọt rất là vừa miệng luôn, thơm mùi bơ béo béo ngậy ngậy nữa, ngon quá cả nhà ơi. Ăn cơm trưa thôi cả nhà ơi. Đây món gà om cà nhé cả nhà, rất là ngon, thơm, béo, nói chung là rất là ngon luôn. Ăn cơm trưa thôi cả nhà ơi. Hôm nay Xúc bằng tô ngồi ăn một mình một góc cả nhà. Cả nhà thấy hấp dẫn không cả nhà ơi? Nè. Rất là ngon. Ăn nhé cả nhà. Ăn bằng thìa thôi. Vì mình vừa cầm điện thoại quay ấy cả nhà. Nên là ăn bằng thìa bằng tô luôn. Đó. Mời cả nhà ăn nhé. Thơm mà. Mùi thơm của lá gừng non này, rồi lá lốt này, rồi là hành tỏi này, rồi là mùi bơ nữa, rồi có vị béo của bơ luôn, có vị cay của ớt. Nói chung là vừa vặn với khẩu vị của mình luôn cả nhà. Ăn rất là ngon. Món này là món tốn cơm, món ăn nhiều cơm nhé cả nhà.
ai sợ mập là không nên ăn nhé. Mình thì cứ ăn đại đi, nó ngon miệng là được. Ăn nhé cả nhà ơi, ăn với mình cho vui nhé. Ngon quá, rất là tuyệt vời cả nhà. Và chắc mình xin dừng clip tại đây nhé cả nhà. Chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ ngon miệng. Bye bye. Hẹn gặp lại cả nhà.